Xin chào mọi người và tiếp tục chuỗi video giải pháp marketing dành cho doanh nghiệp. Ở video thứ 9 này thì Dũng sẽ chia sẻ với mọi người là việc ứng dụng thần số học vào công việc kinh doanh online như thế nào. Và trong video này thì sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất là thần số học là gì? Và cái thứ hai là lợi ích của thần số học mang lại. Và cái thứ ba là các gói giải pháp liên quan đến thần số học mà bên Dũng đang cung cấp. Thì đầu tiên thì thần số học thì mọi người hình dung là nó là một phương pháp khoa học và nó giải mã ngày tháng năm sinh của mình. Thì đây là một phương pháp thì nó là phương pháp khoa học nhé. Nó không liên quan gì đến bói toán hay là tâm linh cả. Và cái thứ hai là lợi ích của thần số học mang lại. Thì khi mình tra cứu thần số học ấy thì sẽ dựa theo là ngày tháng năm sinh được in trên cái căn cước công dân của mình mọi người nhé. Thì từ đó sẽ giải mã được cái mình có thể khám phá được điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Thì từ đấy mình có thể là phát triển các kỹ năng về sân khấu này, kỹ năng về kết nối mối quan hệ này, kỹ năng lãnh đạo này, hay kỹ năng bán hàng, kỹ năng về marketing. Thì khi mình tra cứu thần số học ấy thì sẽ có một cái bản giải mã đầy đủ chi tiết như thế. Và cái tiếp theo là khi ví dụ khi mình kinh doanh online hay là mình kinh doanh hệ thống ấy, thì các bạn bot hay là các bạn leader ấy, khi tuyển được các đại lý mới thì các bạn sẽ thường là sẽ tặng một bản thần số học cho tuyến dưới, và mình sẽ dựa vào cái bản thần số học này để biết điểm mạnh điểm yếu của tuyến dưới là gì, từ đó sẽ giúp các bạn đại lý là phát triển cái khả năng tốt hơn trong công việc kinh doanh online. Và về các gói dịch vụ liên quan đến mảng thần số học thì ở bên Dũng thì có 4 gói. Thì thứ nhất là gói trải nghiệm, thì cái này là miễn phí, gói trải nghiệm miễn phí. Thì ở đây mọi người sẽ truy cập vào cái link trang web là phonicsnc-gạch-ngang thần số học này, gạch chéo thần số học này. Thì đây là cái đường link trang web. Thì khi mọi người mở ra thì mọi người sẽ thấy là nó có cái giao diện như thế này. Thì mọi người chỉ cần quan tâm cái phần bên trên thôi. Thì mình rất đơn giản là mình sẽ điền ngày tháng năm sinh và họ tên của mình vào đây. Ví dụ là mình đặt tên là Nguyễn Văn An chẳng hạn này. Xong mình điền ngày tháng năm sinh và bất kỳ này. Ví dụ đây Dũng là điền là ngày 1 tháng 1 năm 1990 này. 1990. Xong bây giờ mình sẽ ấn vào nút khám phá. Thì mình sẽ ấn vào nút khám phá này. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy là thứ nhất là ở bên bên cột tay trái này thì nó sẽ ra một cái bản PDF. Bản PDF là nó sẽ khái quát cho mình ngày tháng năm sinh là gì và các giải mã ở các con số là gì, thì mình có thể đọc vào đây. Và tiếp theo là bên đây là giải mã và về các con số này, các chỉ số này, và có cả biểu đồ họ tên và biểu đồ ngày sinh này. Và bên dưới ấy, thì có một cái phần là phần giọng đọc AI, là nó sẽ đọc cho mọi người là cái giải mã ngày tháng năm sinh này. Thì cái này thì nó là phiên bản rút gọn thôi để cho mọi người được trải nghiệm. Thì mình có thể nghe được mọi người nhé. Mình ấn vào cái nút này là mình nghe này. Chào mừng bạn đến với sách Đấy. nói số học. Thì hiện tại Dũng đang quay video nên là cái này thì mọi người có thể trải nghiệm sau nhé. Thì mình chỉ việc điền là họ và tên này, ngày tháng năm sinh của mình vào đây, xong mình sẽ ấn nút khám phá. Thì nó sẽ cho mình một cái bản PDF rút gọn và một cái file file giọng đọc AI rút gọn là phân tích ngày tháng năm sinh của mình. Và cái gói thứ hai là cái gói đầy đủ. Thì cái gói đầy đủ này thì là hiện tại nó sẽ bao gồm một phiên bản PDF gồm 26 chỉ số và dài 52 trang mọi người nhé. Đây thì nó sẽ như thế nào, Dũng sẽ mở cho mọi người xem. Đây ví dụ là đây là cái bản thần số học của Dũng này. Đấy thì mọi người sẽ thấy là nó dài 52 trang, dài 52 trang. Đây từ trên đầu tiên là nó sẽ có thông tin của mình này, xong kéo xuống là mình có thể đọc được các chỉ số. Đấy, đầy đủ các chỉ số. Đấy, chỉ số tương tác các thứ này, đầy đủ các chỉ số mọi người nhá. Sau tiếp theo là nó sẽ có thêm một cái bản là bản audio nữa. Cái bản này cũng đọc bằng trí tuệ nhân tạo nhưng mà nó sẽ dài 30 phút cơ. Đấy. Chào mừng bạn. Đấy, mọi người sẽ thấy là nó sẽ dài là 26 phút 18 giây này. Đấy. 26 phút 18 giây. Thì về cái bản gói đầy đủ này thì hiện tại Dũng đang tính phí, hiện tại Dũng đang tính là 129k thôi. Còn về cái giá cập nhật như thế nào ấy, thì mọi người sẽ xem, mọi người sẽ theo dõi ở cái trang này nhá. Ở đây Dũng có để lại thông tin thanh toán này, thông tin chuyển khoản này và cái giá tiền là đăng ký giải mã là bao nhiêu, xuất một cái bản thần số học là chi phí là như thế nào. Thì cái gói đầy đủ thì sẽ bao gồm cả hai cái này mọi người nhá.
Mình sẽ có một cái file là PDF này, dài 52 trang và một cái bản audio nữa. Và cái gói thứ ba là Dũng sẽ là có gói là nhân bản một cái hệ thống website thuần số học. Giống như là khi Dũng đang làm việc với các bot ấy, thì là ví dụ đây là một cái hệ thống mà Dũng đã code và Dũng đã lập trình xong đầy đủ hết rồi, thì mình có thể nhân bản cái hệ thống này để cho một một bạn bot hệ thống mỹ phẩm chẳng hạn, thì mình sẽ thay toàn bộ hình ảnh và tên của bạn đấy để bạn đấy có thể là build riêng, và mình sẽ xuất tên miền, mình sẽ xuất tên miền cái hệ thống thuần số học này theo cái tên mà bạn ấy muốn. Ví dụ là mình có thể là xuất theo tên của bạn đấy hoặc là tên thương hiệu. Thì cái như việc nhân bản này để làm gì? Để bạn ấy có thể tặng quà cho hệ thống và cũng giúp bạn ấy về xây dựng thương hiệu cá nhân. Mình sẽ có hệ thống này để sau này mình làm các chương trình thì mình có thể dùng nó làm quà tặng cho đại lý mới hoặc là quà tặng cho đội nhóm hiện có. Đấy, giúp là đội nhóm có thể là tìm ra điểm mạnh điểm yếu của mình là gì. Đấy, và tiếp theo là cái gói cuối cùng. Cái gói cuối cùng là gói chuyển giao toàn bộ hệ thống về web, về thần số học và hệ thống giải mã và tự xuất báo cáo và có giọng đọc AI luôn như thế nào. Thì cái gói này thì là Dũng sẽ nhân bản toàn bộ cái hệ thống về thần số học như thế này. Đây là cái hệ thống về trải nghiệm này. Xong là cô Dũng nhân bản cho mọi người một cái hệ thống là làm sao mình có thể tự giải mã và mình có thể tự xuất báo cáo được. Mình có thể tự xuất được những cái bản báo cáo về thần số học như thế này được. Đấy, thì là đây là bốn gói, trên đây là bốn gói liên quan đến thần số học mà bên Dũng đang cung cấp cho các hệ thống. Ok, để Dũng xin kết thúc video này tại đây. Tell me pretty lies, look me in the face.